quý vị và các bạn, trước mặt Tuấn Dương đang là hồ con rùa. Hồ con rùa hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đi tới đây để quay cái hình, quay cái các cái hình ảnh về cái hồ con rùa này gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là hồ con rùa. Ngày xưa thì tên gọi của nó là cũng vẫn là hồ con rùa, nhưng mà ngày xưa cái khu vực này thì người ta gọi là công trường quốc tế hay là công trường chiến sĩ gì đó. Bây giờ thì tên gọi của nó là hồ con rùa. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị và các bạn đi một vòng quanh cái khu vực hồ con rùa này nhé. Đây thì thấy họ vặn rất là nhiều lan đó. Cái vặn lan đây, chúng ta sẽ tìm một cái góc nhìn nào đó để có thể quan sát được rõ cái hồ con rùa này ạ. Vừa qua thì Tuấn Dương có nhận được một số những các cái lời đề nghị của Việt Kiều muốn coi lại cái hồ con rùa này bây giờ thì nó ra làm sao, trông nó như thế nào. Đây thì mình sẽ đi một vòng quanh đây để quay cái clip gửi đến quý vị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi bộ băng qua đường nhé. Hồ con rùa này thì buổi tối nó mới đông các bạn ạ, còn ban ngày thì mình thấy có vẻ là không có, tức là buổi tối thì các bạn trẻ ra đây họ chơi, họ ngồi chơi rất là nhiều, nhưng ban ngày thì có lẽ là mọi người đi học và đi làm rồi. Đây thì Tuấn Dương tới đây để quay cái clip này gửi đến quý vị và các bạn. Đây mình đang đi ở cái khuôn viên của hồ con rùa đấy các bạn. Đây nếu mà chúng ta đi về phía đây là đường Phạm Ngọc Thạch này. Phạm Ngọc Thạch rồi kia xa xa các bạn nhìn đó là nhà thờ Đức Bà đó. Ở đây thì những cái hàng cây rất là mát, to, lớn. Giữa này là một cái đài phun nước các bạn, cảm giác đây rất là mát mẻ. Hồ này là chúng ta có thể đi vào trong được, vào đây rất là mát đó. Đây mình sẽ cho cả nhà coi đi một chút. Ngày xưa thì mọi người nói đây thì nó là cái công trường chiến sĩ, và nó có cái bia để tưởng niệm các cái quốc gia mà đã đóng góp để mà xây dựng cũng như là kiến thiết Sài Gòn. Thì mình tìm hiểu lịch sử thì thấy họ nói như vậy. Đây mình sẽ quay một vòng để cho các bạn coi cái hồ con rùa đó. Đây ở Trọng Hoa này. Đài phun nước nhìn rất là đẹp ạ. Ở thành phố có một cái nơi như thế này thì cũng rất là mát mẻ,
Wow, bảy sắc cầu vồng luôn này các bạn. Đây là một cái địa chỉ đẹp ở quận 3 đó các bạn. Đây hồ thì họ chỉ còn trồng những các cái chậu sen. Đó, cái sen ở dưới này. Mình sẽ quay cho các bạn coi một vòng xung quanh cái khu vực này. Rất là nhiều các cái cây cổ thụ. Hồ nước này thì buổi tối rất là đông các cái bạn trẻ, các cái bạn học sinh, sinh viên tới đây để họ chơi, rồi ngồi chơi hóng mát. Cái bia tưởng niệm này hình như là bây giờ không thấy còn chữ nữa các bạn. Nó chỉ là một cái tấm dạng như là một cái cột bê tông thôi. Mình không thấy bia tưởng niệm ở đâu cả. Còn ở đây thì có cái cầu thang, tức là có những các cái thang sắt để chúng ta có thể leo lên. Chúng ta có thể trèo lên, nhưng mà tuy nhiên thì trèo lên mình nghĩ là cũng hơi khó. Đây mình sẽ quay từ dưới lên đến đỉnh tháp cho cả nhà coi. Đó. Ngày xưa thì kiến trúc ở trên của nó có lẽ là nó có cái mái vòm. À, nhưng mà bây giờ thì mình thấy cái mái vòm đó nó không còn nữa các bạn ạ. Đây không biết là những các cái bậc này thì ngày xưa, à những cái lối đi vào này thì ngày xưa nó đã có hay chưa, mình cũng không biết. Thì nếu mà quý bà con nào ngày xưa sinh sống ở Sài Gòn và biết thì có thể comment giúp mình xem là ngày xưa thì cái khu vực này nó đã có những các cái lối đi vào như thế này hay chưa nhé. Đây bây giờ thì họ gọi là công trường quốc tế các bạn. Công trường quốc tế. Ta sẽ đi lên đây để nhìn cho rõ. Đây mình đang lối đi lên rồi. Trên nhìn đến dưới rất là đẹp đó các bạn. Đó, buổi tối mình trèo lên đây ngồi chơi rồi ngắm thành phố thì thật là tuyệt vời á. Ở trên này thì còn có các cái chậu hoa giấy. Đây thì mình thấy họ tưới ướt nguyên cả cái khu này, tưới chắc là để cho nó hết bụi á. Đây mình đang đứng ở cái bậc thềm này, tức là mình đi leo lên cầu thang đi lên cái khu này. Alo. Đúng rồi chị, dạ đúng rồi. 350 chị ơi. À, không, tuyệt tiết tính riêng. Dạ, không có gì ạ. Rồi, vậy thôi chị nhá, chào chị. Nhắn vào máy giúp em được không ạ? Và ở địa chỉ ở quận nào ấy chị? Biên Hòa gửi tiền ship 50.000. Chị cho họ tên địa chỉ nhắn vào máy rồi lát em gửi.
đi xuống nhé. Đây đi thẳng đây, chúng ta đi xuống đây là sẽ đi về hướng phía nhà thờ Đức Bà đó cả nhà. Mình ghi lại những cái hình ảnh này gần Tết để cho cả nhà coi và chúc cả nhà một cái năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang cái phố là phố Ông Đồ nhé. Đây đang là góc đường công trường quốc tế và đường Phạm Ngọc Thạch đó cả nhà. Ta đang đi trên đường Phạm Ngọc Thạch đó các bạn. Đây trước mặt chúng ta đang là nhà văn hóa thanh niên. Có những bác xe ôm, bác ấy đang vừa ngồi đọc báo vừa đợi khách đó. Đây là góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Phạm Ngọc Thạch. Mọi người họ đang dừng ở đây để họ đợi đèn đỏ. Bên kia đường là cái nhà hàng Con Gà Trống.